nay chào anh em nhá. Thì mình ở Tây Giờ Liên Quân đây ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm được đứng Zephyr mùa 15 nhá. Và cùng với bộ trang phục Zephyr phi thương đó được tặng free khi mình làm nhiệm vụ chạy tiếp sức, giúp cho vị tướng Zephyr này đến cái cột mốc 60 đó thì sẽ nhận được free bộ trang phục nhá. Đó thì nhìn sơ qua với bộ trang phục Zephyr phi thương này, đó thì là một bộ trang phục free, đó lên hiệu kỹ năng thì hầu như là sẽ không có rồi. Nhưng mà được cái đổi lại là ngoại hình của vị tướng Zephyr này, đó từ cái bộ áo giáp này ra một cái bộ trang phục nó cũng khá là gì nhỉ, nhỏ nhẹ đấy nhá, và trông khá đẹp trai nha. Còn về phần hai cái thương của vị tướng Zephyr này thì ghi là cái thương mà mình trông nó cảm giác hơi giống kiểu gì nhỉ, giống kiểu Slim ấy ạ. Đó anh em thấy không, hai cái thương này nó thiết kế yệt cái hai cái lưỡi lao cơ khí vị tướng Slim. Đó kiểu Slim là cầm lao để lém, còn vị tướng Zephyr lại cầm lao để đâm luôn. Rồi cặp đâm bất cứ một thanh niên nào. Và trong trận đấu hôm nay của mình thì mình sẽ lên như vị tướng Zephyr là full công nhá. Đó thật ra cái lối trang bị vị tướng Zephyr nó có rất nhiều nhá. Thứ nhất là full công này, thứ hai lửa công lửa tanh, hoặc thứ ba anh em lên mắc tanh, hoặc thì gần như lên mắc tanh. Trong trường hợp đấy thì sát thương mình tuy ít nhưng mà gần như là không có thanh niên nào đập được mình đâu, vì lúc đấy Zephyr nó trở lên là rất là trâu bò rồi. Và thì farm nhẹ tân lính này mấy thanh niên AD đi sâu quá nhỉ. Rồi thì cùng phân tích sơ qua về điểm mạnh vị tướng Zephyr này thì vị tướng Zephyr này là một vị tướng 13k8, nó rất là rẻ nhá. Anh em nào mới chơi thì mình nghĩ hoàn toàn có thể mua được. Ôi từ săn thanh niên eo su rồi đã, ủi eo su trong trụ rồi, mình nghĩ là hết lính tơn này thì chúng ta sẽ không thể vào nhá. Rồi thì lại farm nhẹ con lính mất thôi. Ây à, mẹ thanh niên ra đấm nhẹ phát ké được con bùa của mình. Nghe cay thật sự luôn anh em, đánh gần chết rồi thì thanh niên ra lại đấm. Nghe từ từ nha, pha này đã dinh choáng không kích này, chiêu 2 và tiếp tục chiêu 1 double kill luôn. Nó lại thơm lừng luôn anh ạ. Đó mới đầu trận được double kill, trận này lại phải gánh rồi. Rồi thì tiếp tục mổ xẻ cái điểm mạnh và của vị tướng Zephyr này. Đó thì đội nói đâu nhỉ? Thì đầu tiên là số tiền thấp này, đó anh em thể mua rất là dễ dàng. Đó thứ hai, vị tướng Zephyr này là một vị tướng nó mang thiên hướng mà đấu sĩ sát thủ, nhưng lại một lượng chống chịu rất là trâu bò từ cái nội tạng. Đó nghĩa là nhá, mình mất 3% máu thì mình lại được một cái miễn thương. Đó nên anh em mà chơi vị tướng này về lết ý, mà mình lên vị tướng này thêm một tí máu và cái lượng máu mặc định của vị tướng Zephyr được cộng lên ý, đó thì vị tướng Zephyr lại khi ít máu ấy thành một con bài cực kỳ là trâu bò luôn. Nghe lại bị két thêm con khỉ cày thật sự luôn anh ạ. Đi hai lần lâm tặc, hai lần mất quái rồi, không sao anh em, lại về cánh rừng thân yêu farm tiếp thôi. Và thứ ba, vị tướng Zephyr này là một vị tướng có khả năng gây sát thương rất là lớn anh ạ. Đó chống chịu mạnh này, giá tiền rẻ và gây sát thương được ok. Đó thì gần như là rất là hội tụ nhiều yếu tố rồi. Ui thanh niên eo su thấy mình gắn ngay tốc hành đít chạy này. Rồi không sai anh ạ, mấy thanh niên này bây giờ gặp mình như gặp ma này. Đó, chưa gặp đã chạy mất rồi. Rồi thì nói tiếp vào cái điểm mạnh vị tướng Zephyr này thì lệ đến bao nhiêu nhỉ, mình không nhớ lên anh ạ. Mà tiếp tục thì về cái điểm mạnh vị tướng Zephyr là một cái vị tướng có khả năng cơ động rất là cao. Đó từ cái chiêu 2 là vào chiêu 3. Rồi từ từ xiên nhẹ lại được thêm mạng Capeni. Rồi lui tí đi anh em ơi, con Jenna ở đây là rất là khó chơi nhá. Và ở đây có ra này, không kích, không kích mù mắt vậy. Ui, liên hoàn đẩy luôn anh ạ. Combo ghê vậy. Rồi cái gì pha mình sẽ rút lui nha. Giờ mình nghĩ là ở lại nếu ăn được thanh niên nào thì ăn tiếp, còn không rút lui là an toàn. Và thêm được mạng thanh niên thon. Rồi lui tí đi anh em ơi, double kill là mình khá là thơm rồi. Đó với cái điểm cơ động của vị tướng Zephyr này thì mình đánh giá, ui lại mất thêm con bùa. Nghe từ đầu trận giờ là ba con bùa rồi anh ạ. Đó thứ nhất là cái con gì nhỉ, ở góc đường rồng. Thứ hai là con khỉ này và thứ ba là con bùa đỏ luôn. Eo su chạy bắn cắt vậy. Rồi thì cái điểm cơ động vị tướng Zephyr này được đánh giá theo cái mức gì nhỉ? Ví dụ là yếu này, trung bình này và tốt thì mình nghĩ là cái vị tướng Zephyr này nó đạt ở cái mức gì nhỉ, giữa trung bình và tốt anh ạ. Đó cơ động gần như là rất là cơ động nha. Nó gần như là sẽ có hai chiêu bông mang tính chất cơ động vị tướng Zephyr này rồi. Nó từ cái chiêu 1 này và chiêu 3 và khoảng cách nó lướt ý cũng khá là xa. À từ từ ở đây có 2 AD này, không kích tiếp tục chiêu 2 và một phát phòng, ui dồi thấm lắm anh ạ. Rồi lui tí đây. Phải lại tự nhiên lại được thơm hai mạng rồi. Đó nếu cứ xanh sao này mình lên full công, à thì đúng rồi, đó lên full công thì chơi sướng nhất anh ạ. Đó cứ một nhảy là sẽ có một mạng thôi. Đó và tiếp tục điểm mạnh vị tướng Zephyr này thì là một vị tướng khả năng hồi phục rất là mạnh. Đó từ cái chiêu 2 thì cái phiên bản ngày xưa nếu anh em nào mà chơi Zephyr ý, thì cái chiêu 2 mình sọc vào lính thì nó sẽ không được hồi máu,
mà sau 45 phiên bản cập nhật gần đây mình nhớ không nhầm. Đó, khi mình chọc vào lính bằng cái chiêu 2 này nó sẽ có độ phục rất là lớn nhá. Đó, thế nên hôm nay bảng ngọc vị tướng Zephyr thì mình cũng không chơi theo kiểu bảng ngọc lửa tốc đánh tốc chạy và lửa hút máu nữa. Đó, mình đúc thẳng 10 viên tốc đánh tốc chạy nhá. Tại vì hút máu đến từ chiêu 2 mình nghĩ là sẽ là quá đủ rồi. Đó, không cần thiết phải mang thêm bảng ngọc hút máu nhá. Và ui, Caffeine đi đâu vậy bạn? Ủa, một trò lên bảng điểm số. Quá là thốn luôn anh ạ. Từ từ mình còn cảm giác đây, biết ngay mà nghe nó xu biến về. Rồi chiêu 1 lên này, chiêu 3 và đi luôn đây. Nó tiễn đi một đoạn, đỡ phải biến về nha. Và cái phương án trang bị và phù hiệu này mình sẽ đặt trên màn hình anh nhé. Đó thì về phù hiệu mình sẽ dùng là đấu khí rồi. Đó thì khác những cái clip ngày xưa mình hay dùng cho vị tướng Zephyr là cái phù hiệu gì nhỉ, ma hỏa ấy. Đó để gây sát thương mạnh hơn, mà mình nghĩ là nếu cái lượng sát thương gây ra nó đã quá là mạnh với cái lối trang bị phun công ngày hôm nay rồi. Đó nên mình sẽ lên đấu khí nhá, để giúp vị tướng Zephyr có khả năng hồi phục được tốt hơn này. Đó kiểu như là đánh 10 lần lên người tướng địch hoặc gây chiêu thức. Đó thì nó sẽ hồi cho vị tướng Zephyr một lượng máu kha khá. Đối với vị tướng khác thì nó hồi máu thì bình thường, nhưng riêng đội thì vị tướng Zephyr này, đó mình có máu thì cái độ miễn thương vị tướng Zephyr này được càng tăng. Đó lên cái trong cái giai đoạn cuối trận nên khi mình còn một ít máu thì cái khả năng cân đôi của mình đó sẽ có nhá, và nó còn mạnh ở đằng khác nhá. Rồi mình giữa này bốn thành viên vinh bạn nào ở đây thì mình nghĩ là sẽ không băng trụ được. Và chúng ta mình nghĩ là rút lui về ăn rồng sẽ là một phương án rất là hợp lý nhá. Rồi thì nói lốt về cái điểm sức mạnh cuối vị tướng Zephyr này thì từ lấy giờ liệt kệ khá là nhiều anh ạ. Đó mình chưa nhớ là được 56 điểm mạnh rồi. Đó thì cái điểm mạnh cuối cùng này thì theo mình đánh giá là một vị tướng sát thủ có thể gây được hai loại sát thương rất là mạnh. Đó từ cái hiệu ứng chớp giật, nếu anh em để ý nhá, khi mình dùng ulti không kích vào người đối phương ấy, đó thì sẽ có một cái hiệu ứng chớp giật được khắc người đối phương. Đó anh em nhìn thấy trên người đối phương hay trên người quái rừng sẽ có cái hiệu ứng giật điện. Đó và những cái lần mình đánh thường này hay dùng chiêu thức lên người tướng địch, đó thì sẽ kèm theo sát thương phép. Đó lượng sát thương phép là trung bình nó sẽ khoảng rơi vào tầm 150. Đó. Nên khi mình chơi vị tướng Zephyr này mà chuyển khắc ấn lên người đối phương ấy thì dồn những cái combo tiếp theo người đối phương thì nó hầu như là cực kỳ là thấm luôn nhá. Rồi pha này thì test thử thanh ra này. Đó bay màu luôn. Đó nên khi chơi vị tướng Zephyr này có một điều rất là hay anh em. Đó nếu anh em mà cứ đi rừng ấy thì lối nhiều vị tướng nó kiểu như là gì nhỉ? Volcat này hay là Nakroth, đó ulti nó hồi hơi lâu thật. Đó thì anh em có thể tiết kiệm nhá. Còn riêng vị tướng Zephyr này thì đi rừng thì anh em cứ dùng chiêu thoải mái đi. Thì cái bộ chiêu thức vị tướng Zephyr này nó hồi khá là nhanh nhá. Đó mình nhớ không nhầm về lên nó chỉ chiêu nhiều nhất là chỉ 7 giây thôi. Còn các chiêu khác thì nó hầu như là sẽ là 3 giây. Đó nên mình cứ spam chiêu thức để farm quái rừng. Thì cái tốc độ đi rừng của mình khi chơi Zephyr nó cũng được tăng cường lên rất là đáng kể nhá. Đó thì trên đây là tất cả điểm mạnh của Zephyr mà anh Nhật kê ra. Hoặc nếu anh em nào mà biết thêm cái điểm mạnh gì nữa vị tướng Zephyr, đó thì có thể góp ý mình dưới phần comment nhá. Đó và thêm một cái điểm yếu, à thôi thì từ lấy ra nói điểm mạnh nhiều rồi. Đó thì bây giờ mình sẽ nói điểm yếu vị tướng Zephyr nhá. Đó điểm yếu của vị tướng này thì cũng rất là ít thôi nhá. Đó mình nghĩ là nếu mà đánh giá công tâm ấy thì trong cái đoạn đầu trận nếu mà chơi vị tướng Zephyr này mà không vừa xanh, nhất là trường hợp mình đi đường kinh công này hay mình đi solo đường. Đó trong tình huống đấy thì chơi vị tướng Zephyr nó cực kỳ là hao năng lượng luôn. Đó nếu mình không để ý mình chỉ cần tham gia combat chỉ tầm bao nhiêu hay là những cái pha trao đổi kỹ năng ấy, đó thì năng lượng mình sẽ hao rất là nhanh và mình sẽ phải biến về liên tục luôn. Đó là một cái điểm yếu chí mạng vị tướng Zephyr này khi đi đường ấy nhá. Và nên mình nghĩ là cái lối đường mà vị tướng Zephyr này chơi hay nhất ấy, đó mình nghĩ là đi rừng. Rồi và đây ba thành viên team bạn lại hất tung, ui dí bơi hút quả bóp vậy. Đó sai anh ạ, lại vào cấu rẻ tiếp tục thôi. Đó mình cứ chỉ cần căn những cái lần chơi quân viên Zephyr này thì nó rất là dễ thôi anh ạ. Anh em chỉ cần căn trúng ulti, đó thì hầu như là tất cả các bộ chiêu thức khác mới mạnh được. Đó hầu như là anh em nếu mà không dùng trúng ulti đó thì rất là yếu nhá. Lớn lên cái combo của Zephyr này chỉ cần là 3 này 2 này 1, đó là end game luôn. Đó và double kill Sinestria thì mình. Và khả năng clip mình đây kết thúc nhanh em. Em làm cho anh em một like này và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong video tiếp theo nhá. Bye bye. We'll be right back.